đình sẽ đi cáp treo Hòn Thơm ở Phú Quốc. Ủa em, mấy cái building này là có người ở đúng không? Dạ có người chỗ ở, có người không, người ta mua gần hết rồi đó. À, wow. Phú Quốc bây giờ phát triển quá nhanh luôn. Đẹp quá ha. Như cái này display hoa có chỗ nó được. Rồi bây giờ xe đang di chuyển đến cái điểm để mình đi cáp treo qua Hòn Thơm. Đẹp ha. À, xây giống như một cái thành phố ở đây đúng rồi đó. Hồi đó mình đi đâu có ra cái khu này. Còn hoang sơ lắm. Mấy đẹp quá nè. Đi là có chưa? Năm 2019 đã có đi đây. Cuối không có này. Mà không có này hả? À, vậy là mới mở đây hả? Dạ hàng hai rồi. Mà cũng chăm chứ, tại đâu. Ừ. Đâu vậy là đó. Đó đó trước mặt mình đó chị. Ngựa à, này. À, ngựa kìa. Có bầu ngựa đó, bầu. À, đẹp nè. Ngựa không? Đẹp quá. Còn đẹp quá ha. Ngựa. Ủa sao chị quay con ngang luôn con ngựa. Nó đi xe tàu xa. Quay cảnh giống như giống ở châu Âu luôn á, giống ngoài luôn à. Cảnh đẹp nè. Vì chứ mấy cái nhà này là bạc tỷ không đó, mười mấy, một triệu không đó chị, triệu đô ha. Dạ. Nhà này triệu đô không nè. Cái nhà này là triệu đô không nè. Xa xa thấy cáp treo ở xa xa rồi đó, thấy không? À, mình tới rồi đây à. Ừ. Thì giá vé mình đi đi cáp treo đi qua Hòn Thơm hồi sáng mình mua là bao nhiêu anh xã? 600 ngàn một vé mua cáp treo đi qua Hòn Thơm. Mà cái đó là chỉ đi cáp treo với đi chơi thôi, còn như mình muốn ăn buffet là 700 ngàn buffet buổi trưa, nhưng mà gia đình không có ăn buffet, đi ăn riêng ở ngoài. Thì giá vé đi cáp treo với vô cái Hòn Thơm chơi đó, vô khu vui chơi đó là 600 ngàn một vé. Good morning cả nhà, hôm nay thì gia đình Sang sẽ tiếp tục đi khám phá Hòn Thơm ở Phú Quốc. Chỗ khu này cũng là một trong những địa điểm du lịch cũng nên đến ở khi mà mình đi đến Phú Quốc. Thì bây giờ gia đình đã mua vé hết rồi, sẽ đi qua cáp treo để đi qua Hòn Thơm. Mình sẽ đi vô trong và tìm cái trạm để mình đi cáp treo. Đây nè, lối vào nè. Cáp treo này với Hòn Thơm là do tập đoàn Sun World phát triển. Ba cái cáp
nó có tượng Phật, có tượng Phật. Ừ, có chùa, chỗ đó là chùa. Ở đó bằng vàng mình coi. Thấy rồi. Cái mấy cái cáp này, đúng rồi. Cáp này dài. Trên những cái cáp dài ở Đông Nam Á đó. Cái này làm tới 3 cái dây cáp mà. Ở nhà này cũng còn mấy chiếc này làm cháu chơi nè. Đó nè, dưới đây ta xưa nay đã có sẵn cái này. Cất nhà quá trời, Phú Quốc bây giờ là toàn là đất vàng mà. Đất vàng đó. Có tiền mua á. Nghe người ta kể cái con bữa đi đâu À, cáp treo này là do tập đoàn Sun World ở Phú Quốc xây dựng. Cáp có chiều dài là 7.899 m, tất nhiên là gần 7.9 km, và cái cáp này là có 3 dây vượt biển dài nhất thế giới. Đây là thay vụ ca, tức là cáp treo dài nhất thế giới chiếm kỷ lục Guinness World Record. Vì đâu nó đang giữ World Record luôn á. Ở trên nhìn xuống là mình thấy mấy cái bè cá, mấy cái tàu đánh cá của người ta. Quá trời luôn nè. Cái gì đây? Hơ Farm. À, cái tàu này là nhỏ nhỏ, ở dưới đây đang nhìn đó là Ngọc Trai Hơ Farm. Sắp sửa tới khu vui chơi ở Hòn Thơm nè. Công viên nước ở Hòn Thơm. Là mình xa xa trên cao mình nhìn thấy cái công viên nước rồi đó. Bây giờ hình như là phía bên tay phải là họ đang tiếp tục xây dựng nói ra. Bên đây là cái khu này là đang không biết là cái gì, nhưng mà đang xây dựng có cần cẩu tâm linh nè. Đang làm tiếp tục nè. Rồi cáp treo đang chuẩn bị tới trạm cuối cùng. Rồi chuẩn bị đi ra nha. Đó. Tới rồi, từ từ nha, từ ra nha, để ra ngừng hẳn, mở cửa mình hết ra, an toàn là trên hết. Ông má cầm nó được đây. Đi ra. Hello, xin chào. Khu vui chơi giải trí Hòn Thơm ở Phú Quốc. Wow, cảnh thiên nhiên ở trong đây thật tuyệt vời, rất là đẹp. Cá coi đẹp quá ha, quá trời luôn kìa. Sao nó bung lên cái chỗ cái cống đó, làm như có cái nước phun phun ra mà nó bua đó, nhiều quá ha, đủ thứ màu hết trơn kìa. Đẹp chưa? Rồi cái cổng này đi vô hai bên trồng toàn là hoa giấy màu. Mà hoa giấy đủ màu nha. Đẹp quá nè. Nè. Bụ này đẹp quá nè. Đủ màu hết trơn, hoa giấy ghép nè. Nó đẹp.
chụp ảnh cái này. Vào công viên nước Aquatopia, phía trước là những con cá đuối bằng đồng. Đây là cái sơ đồ. Bây giờ mình sẽ đi vô Aquatopia Water Park, là công viên nước. Thấy cái sơ đồ đi vô công viên nước đây. Mình vô cổng đi rồi nói nằm chơi. Không phải được kì. Ở đây có những bức tượng rất ư là lạ và đẹp để du khách chụp hình. Rùa lai, cá mập. Con rùa, rồi cái đuôi là con cá mập hay là cá hàm, cá mập gì đó. Công viên nước. Bông phải không? Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài bãi biển. Khu chỗ này là công viên nước, chơi mấy cái các trò chơi về nước. Cầu tuột. Cầu tục nước. Còn ai muốn đi biển, tắm biển thì ra ngoài bãi biển. Nằm phơi nắng, uống nước dừa. Ủa phải không nè? Rồi đây là công viên trượt nước nè. Mấy cái cầu tục nước. Chỗ này là dòng sông Lười. Dòng sông Lười mình... đi ra nhảy lên trên cái phao này nè, nó đưa mình đi nguyên vòng. Hồi nữa mình chơi nóng thì mình hãy đi thay đồ mình đi bị đi ấy. Làm cái landscape đẹp quá. Ở đây ngộ lắm nha, không biết ha là tại chưa tới mùa, thấy cây xoài quá trời mà không thấy trái. Xoài cao không á? Chắc chưa tới mùa nó, hết mùa. Ồ, đường xuống bãi biển thơ mộng đẹp quá ha. Hàng dừa. Bãi biển dừa. Nó để là Coconut Garden mà. Và cái này là vườn dừa kế bên bãi biển. Đó, cái ở này trên cáp treo mình nhìn xuống ta đang xây dựng nè. Thấy không? Vài năm nữa là mở rộng ra thêm nữa. Mình đi dạo một vòng đi rồi hồi mình. Gió mát ra ngoài tới bãi biển gió mát. Và đây mình có thể chơi các trò chơi hoặc mình có thể ra bãi biển relaxing. Nè, người ta đang xây cái trái tim tình yêu hay gì đây nè. Đâu? Chỗ này lý tưởng, có mấy cái võng văng ngang mấy cây dừa cho du khách ngồi. Miễn phí. Miễn phí. Nhìn thơ mộng lý tưởng. Sát lên bên bãi biển luôn nè. Đó, ai đi mỏi chân đi xuống bãi biển nằm võng, không mát. Hàng dừa cao ngút ngàn. Thật là thơ mộng. Gió mát quá trời luôn á. Ha, trời bữa nay cũng âm u chứ không đến nỗi mà nắng chói chang. Xuống đây gió mát. Cái này nhiều tàu đánh cá quá cho nên là nhìn cũng không có thấy thơ mộng cho lắm ha. Vẫn còn những nhà của người ta hay dở khu. Khu nhà đó. Lạc trời. Nhưng mà cái chỗ này chắc có thể là tắm ok nè, tại vì nó cũng cạn cạn. Đang đi chơi mà bị trời mưa. Lâm râm nhưng mà cũng mát. Đây là khu vui chơi.
đa số là trẻ em. Có người lớn chơi cũng được đó nè, thấy không? Mình ăn cho no đi rồi mình có năng lượng mình đi xuống đây mình chơi nước. Chưa nóng rồi. Cái này thấy vui nè. Bữa nay đi chơi cũng thấm rồi cả nhà, cho nên là Ly ra đây cũng có hai đứa nhỏ con sang chơi công viên nước thôi, còn mọi người cứ ra cái ghế bố gần cái bãi biển với mấy cái võng nằm nghỉ ngơi ngắm biển. Bây giờ người rất xịt lắm. Giờ người nào người nấy cũng quải đi, mấy bữa nay là liên tục quải lắm. Rồi bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài, mình đón cáp treo đi ngược về đất liền. Rồi sẽ đi mua mấy cái đặc sản của Phú Quốc để mai mốt về làm quà lưu niệm. Rồi tối nay mình sẽ tiếp tục đi chợ đêm ở ngoài Vinh Cậu. Lúc đi ai cũng tươi như hoa, chiều về mặt ai cũng là bơ phờ. Người rất chịch. Người rất chịch, nó nóng. Rồi bây giờ trên đường đi về á, mình sẽ ghé chỗ này là điểm tham quan và cơ sở sản xuất rượu sim ở Phú Quốc nè. Mình vô mình mua rượu về làm quà tặng hoặc là về uống cũng được. Người ta làm rượu từ trái sim á. Rượu với mật sim. Rượu sim, mật sim. Về uống mừng Tết. 200.000 đồng một chai. Mua 5 chai tặng 1 chai. À. Em giới thiệu đi chị. Dạ. Cái này là ai mà bị đại tràng bao tử thì mình dùng mật tươi ạ. Dạ, cái mật tươi này nó giúp lành vết thương và nó giúp trong cái quá trình mà bị đầy hơi khó tiêu, sử dụng rất là tốt đấy bác. À. Còn cháu có một dòng này là dòng mà chuyên ngâm ủ với rượu, như dòng này thì người bị đại tràng bao tử thì không dùng được. Là tại vì nó có lên men, có men nó chua hơn. Còn cái này thì nó không có đến nỗi quá chua cho. Silosin là loại nước uống không có men, dành cho những em nhỏ hoặc những người sử dụng không được dùng men được men đấy. Dạ. À. Còn rượu sim thì có 3 nồng độ, có 10 độ, 30 và 39 độ. Wow. À, mình có que dùng thử miễn phí ạ. Để biết được hương vị thì có. Ok. Cái này là Silosin. Silosin 190.000 đồng một chai. Để sản xuất ha. Nè còn bên đây là rượu sim nè. Đó, hồi nãy cái kia là mật sim, còn này là rượu sim. Rượu sim này là có ba loại hả? Ừ. 10 độ, 30 độ với 39 độ. Cái này là 39 độ nè. Rất là thời gian ủ là 2 năm, giá bán là 210.000 đồng một chai. Cái nào cũng mua 5 chai tặng 1 chai hết. Rồi nè, chủ cơ sở sản xuất cho đi ra đây quay chỗ mấy cái lưu ủ rượu sim nè. Lưu ủ rượu sim quá trời luôn. Review nè. Bây giờ là cho thử bây giờ mọi người đang thử mấy cái Sirosim ha. Uống sao thấy sao? Ok không, cho em Sirosim thì con nít uống được, nó không có nồng độ rượu cũng đó. Được. Hả? À, chua. Chua chua. Vậy là nếu mà má bị yếu bao tử thì má uống cái nãy là mật sim đó. Con cũng thích uống mật. Có mật cũng không? Cái này là siro thôi không? Ha. Mời mọi người nha, cái này là siro sim hả? Dạ đúng rồi. Siro sim. Mình thích dùng nguyên chất hay là mình dùng sa đá? Sa đá. Nhưng mà đây có cái kia kìa, mình có tử cái kia kìa, cái loại nào đó. Cái này đang coi. Cái này thì Sirosim này á là nó thơm, nó cái vị ngọt ngọt chua chua, cũng dễ uống ha. Nhưng mà mật sim á là hồi đó nhớ không làm là con uống nó ngọt lắm. Nhưng mà cũng nồng ngon. Đây là mật nồng đây ạ. Đây này mật. Thơm của bà là cùng loại khác. Rồi mật sim uống thử coi. Cho cô quả tắc nào Thiện ơi. Ủa làm như đúng rồi, chị nghe có mùi tắc, mùi chanh gì trong đây phải không? Siro thì mình để tắc thôi ạ. À, siro là tự mình nặng chắc trái tắc vô. Loại này đậm đà hơn. À, mật sim là đậm đà hơn phải không? Chắc cái nồng độ, cái gọi là cái gì? Cái concentration của nó. Độ đặc. Cái độ đậm đặc của nó đặc hơn. Ba uống lại cái gì vậy? Mật sim ha? Con cũng thích mật sim, lần nào con cũng mua mật sim. Mua một chai là trước nè. Mua chai đó trước ha. Rồi thì thử tới thử lui, rốt cuộc mọi người ai cũng thích uống mật sim. Đó là cái mật sim ép này là mật tươi, 200.000 đồng một chai, mua 5 chai là tặng 1 chai. Rồi.
Về mình vậy là cho chị 5 chai mật sim ha. 5 chai được 1 chai. Ok. Rồi 5 chai sẽ được tặng 1 chai. Rồi vậy là con mua 5 chai kia. Chai này là còn để trong tủ liền của má đó. Còn cái chai này 39 độ mà ủ 4 năm. Là cái này là nồng độ 39 độ là ủ lâu nhất đúng không? Đúng rồi. Là 4 năm. 4 năm rồi đó. Nha, cái này là ủ 4 năm nè, là 39 độ thì là 320 ngàn đồng một chai. Đó. Còn này là 70. Cái này thì mình mua về mình trưng cũng đẹp, là tại vì cái chai của nó nhìn đẹp. Giống chai Yuruta XO á. Ha. Rồi vậy là ba muốn mua chân thì ba mua cái đó, còn con mua 5 chai. Bây giờ cô chủ cô chủ dẫn ra đi ra cho coi cái cây sim nó giống như thế nào. Sang cũng là mấy đứa con gái sang nó cũng muốn xem cây sim đây nè. Đó, đây là cây sim nha mọi người. À, cái trái chín này thì nó sẽ có màu đen ạ. Và rồi cái trái chín này đây là nụ ạ. Ở đây thì đây là nụ hoa nè. Ở Phú Quốc thì nó sống khác với miền nước ngọt, là nó sống bằng nước lợ ạ. Thế nên là trên một cây là có một bông hoa màu tím nhạt và bông hoa màu trắng luôn. À làm sao ngộ vậy? À đúng rồi, đây là nguồn nước, mấy thời tiết khí hậu ở đây thì nó cho ra cái màu hoa và cái mùa thu hoạch nó cũng khác với đất liền ạ. Không, chị muốn biết là cái tím lợt là gì mà cái trắng là gì? Cùng một trên cây này ấy, nó sống ở vùng nước lợ thì nó cho hai màu hoa một trên một cây sim ạ. À. Chứ không phải là do mình cấy ghép. À, cái vùng nước lợ thì nó như vậy đó. À, trong một cây thì nó có hai màu và hoa. Cái trái ở vùng nước lợ này nó cũng ngọt đậm nhiều hơn là so với mùa. Đó, đây cái trái sim này nè, mới nhìn đó thì nó giống như là cái trái ổi non đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Và... khi nó chín nó sẽ đổi thành màu tím. Dạ đúng rồi ạ. Giống chỗ tay á. Nó giống ổi. Đúng rồi, giống cái cây cherry guava của mình ở bên Úc nè. Yeah. Giống chị ơi, cái này đặc biệt ý là nó chữa về cái bệnh tiêu chảy rất là tốt. Cái lá hả em? Dạ đúng rồi, cái vị chai này nó cầm tiêu chảy tốt lắm. Vậy hả? Đúng rồi. Oh. Mình ăn cái này ấy, mình hái cái đọt non nhất thôi ạ. Rồi mình ăn mấy hạt muối hột ý ạ. Dạ. À. Vậy là cái này có lá có vị thuốc luôn nè. Ai có bị tiêu chảy là phải nhai cái đọt nó với muối. Vậy mình đi Cần Thơ mình đắp máy bay lên đây mình xin mấy cái đọt. Dạ không. Ở đây thì như thế này, nếu mà nó mà sống được ở nước ngọt thì con sẽ bứt cho bác một cây rồi. Nhưng ở đây là về là mình không phải nước lợ là nó sẽ chết. À. Cây sim ở Phú Quốc mang đi ra khỏi đảo này là nó không có sống được. Vậy là chỉ có cây sim ở Phú Quốc là sống ở cái đất này thôi. Dạ, dạ. Nó sống nó chịu cái nước lợ. Đúng rồi. À. Đây là cây sim. Đó. Trái nó chát nó xanh nha. Vậy hả? Vậy là trái nó xanh là ăn chát ngầm. Thử đi coi. Ừ. Thôi nè, anh xả thử cây. Thử và ăn rồi. Rồi nha, sang thử cái trái sim nha. Hả? Chát đúng không? Ừ, rất là chát. Nó chát giống kiểu như là mình ăn trái ổi non á. Ổi non của mình á, nè ở trong nó gì nè. Nó chín cái nó màu tím ngọt lắm. Ở trong nó gì nè, ăn nó chát chát như ăn ổi non vậy đó. Đó, bây giờ mới biết là cây sim nha. À. Đây cây sim đây. Đó còn chỗ này là chỗ mấy cái lu ủ rượu sim nè. Cái này ủ được bao lâu rồi em? Để mà ủ một lu như thế này thì mình sẽ cần 150 cân sim rừng. À, và để mà rượu được ngon hơn ấy thì mình sẽ phải vò nát cái quả sim ra. À. Mình vò chứ mình không xay ạ. Nếu mà mình xay ấy thì cái rượu mà mình sử dụng ấy là cái hạt sim nó vỡ ra ấy thì nó sẽ gây cho mình táo bón. Dạ. Thế nhưng mà mình vò ra ấy thì nó lại không ảnh hưởng táo bón. Ngược lại là nó lại có một cái tác dụng cho rất là tốt cho tiêu hóa. Dạ. Vậy là cũng phải có kỹ thuật ha. Phải có cái mẹo trong đây nữa đó. Và khi mà ủ này thì cái mật ấy thì cũng phải là bao giờ mật trong và thơm thì mình đổ chung rượu nếp vô. À. Chứ mà gì mà đổ ngay ban đầu là uống rượu nó không được ngọt. Vậy là mình xài rượu nếp chứ không phải là rượu từ gạo hả? Rượu nếp, rượu gạo nếp ạ. Rượu gạo nếp. Dạ, rượu gạo nếp ý thì ngâm sim này nó sẽ đậm thơm hơn. Và cái lu sành này không đơn thuần là cái lu để chứa ngâm rượu ạ, mà cái lu này là làm bằng cái đất nung lên.
trong cái quá trình ngâm mix thì là cái aldehyde nó cũng sẽ được khử nữa. Và nếu mà rượu mà có cồn thì không bao giờ trần rượu bị mốc hết ạ. Dạ, còn ở đây là trong quá trình mà aldehyde nó cũng sẽ bị bốc lên, nó sẽ làm mốc trần hết gì. Đúng rồi ha. Đúng rồi. Chứ không phải đơn thuần là mình ở đây trong quá trình ngâm càng lâu càng ngon ấy, thì uống nồng độ rượu nó không bị sốc. Rất là êm nhỉ. Mình thưởng thức cái loại 4 năm là loại ngon lắm luôn. Cái này là 4 năm hả em? Đúng rồi. Cái loại này là bên Úc ấy, chú mua 12 chai ạ. Vậy hả? Chỉ là cái loại rượu này là đang ủ cái loại rượu 4 năm nè. Dạ. Wow. Rồi mình tranh thủ đi chuyển ở bên trong không có nhiều muỗi. Rồi mình đi vô trong đi thôi muỗi. Sao vậy giờ nó ra hả? Trời sắp tối rồi đó. Rồi bữa nay thì đi vô trong cái sổ chỗ sản xuất rượu này cũng học hỏi thêm được một chút xí. Cách ở đây người ta làm rượu ở tổng cộng gì là 7 chai hết thảy đúng không? 5 chai mình mua với một chai 5 chai mình mua với một chai cho thế. Rồi cảm ơn em. Cái căn bản những đồ đặc sản Hương Đảo hả? Rồi bây giờ mình đi vô trong siêu thị đặc sản Hương Đảo mình kiếm. Trong đây là bán đặc sản của Phú Quốc không đúng không? Dạ. Nói chung là bán đồ đặc sản. Cái này là mực xé lá chanh. Ôi nghe mùi thơm quá ha, toàn là mực khô. Nhìn hấp dẫn quá nè. Đi vô kiếm tiêu ngào đường. Cái đó là về mình kho cá kho thịt ngon lắm, tiêu thơm lắm. Ôi cái này nhìn hấp dẫn à. Nè. Tiêu ngạo đường cái gì nó gỏi cá mai. Gỏi cá mai. Lương biển rim. Đồ khô không à? Khô cá ngạo đường không nè, nhìn ngon quá luôn. Cá cơm. Cá cơm con luôn à. Cá cơm rim dừa dứa. Làm bằng nào? Kho gì ta để. Cá cơm, cái này nó có trong trong mộng. Nếu mà mua là hút chân không ha. Dạ đúng rồi. Hút chân không có để mạc không chứ không thôi mình đem về Úc. Dạ, vô hải quan Úc không cho vô. Hả? Sao? Rồi giờ thử coi cái này là gì? Cá cơm rim dừa dứa. Ngon. Ngon phải không? Ngon. Thơm thơm cay cay. Cái này là 345.000 một ký. Nếu mình mua là sẽ đóng gói bỏ mạc, hút chân không đóng gói để mạc vô. Đem đi nước ngoài dễ phải không? Chứ không có mạc á. Hải quan Úc nó không cho vô. Nhất là mấy cái đồ khô, đồ cá, thịt, đồ ăn á. Cái này mặn mặn. Để chị đi vòng đi rồi trở lại coi quyết định là mua gì ha. Cá cơm riêng dừa dứa. Cá cơm riêng dừa dứa nhìn hấp dẫn. Mực rồi cá rồi món này cũng ngon lắm chị. Thấy không? Thấy thử cá mai. Gỏi cá mai. Hai lần với lại củ cải trắng hay cái đỏ. Cỡ 400 g. Cái loại này là 400 g. Dạ đúng rồi. Này mắm ruốc ăn liền mà chứ đâu phải tiêu ngào đường. Cái này mắm ruốc, còn cái này tiêu ngào đường. Này khác. À. Ở đây à? Một lần nó có gì. Đây nè tiêu ngào đường nè. Loại lớn á là 64.000 một hũ. Cái này kho cá kho thịt ngon lắm nè. Nó còn loại nhỏ là 41.000 một hũ. Nó cho anh rồi kìa. Tiêu chín ngào đường. Wow, nhiều bánh không cho anh. Nhiều hiệu quá ha. Mô hiệu ở Bảy Đông á. Thấy không? Mô hiệu Bảy Đông. Không nhớ nè, má mô hiệu Bảy Đông. Tại cái kim này là trong khách sạn, chủ khách sạn. Rồi có tiêu xanh ngâm nữa nè. Cái này cũng tiêu xanh ngâm giấm. Tiêu ngào đường đó mà cái gì khác. Muối tôm Tây Ninh, nói chung là nó có nhiều hiệu lắm, mình thích mua nào mình mua. Đó, này là con ruốc nè. Rồi, bán khô, bán đủ thứ hết trơn, nhìn ngon quá ha. Cá cơm, bên này là gì đây? Mực rim sa tế. Mực rim me. Mực rim me bên đây. Đó, mực rim me nè. Hấp dẫn quá ha, cá khoai rim. Cái này là gì? Tôm rim. Cái
cái này lương biển rim, này là cá bò rim sợi, là cá bò mình sắc sợi rồi mình rim đúng không? À nhìn ngon quá ha. Này là cá đuối mắm me, cá đuối mắm me. Cá chỉ vàng này là về mình chiên thôi luôn đúng không em? Ừ. Cá chỉ vàng bên đây là tôm khô. Wow, ôi bán thấy hấp dẫn ha. Tôm khô này cũng 1 triệu, gần 1.4 triệu ký nè. Má, tôm khô này cũng gần 1.4 triệu ký nè. Có con này gần 1.6 triệu luôn nè ba. Nè, gần 1.6 triệu ký là coi như là 100 đô một ký nè. Tôm này nè, cũng bự ha. À, cái này nè, cái này là cũng 1.6 triệu đúng luôn nè. Bò khô. Đó, cái này là gì? Muối ớt chanh xanh. Rồi. 27.000 một chai. Cái này là mình chỉ mua về mình chế ra mình chấm với hải sản thôi này. Này mấy cái loại nước chấm. Ăn đủ thứ hết trơn. Vậy dưới đây là tiêu Phú Quốc. Muối ớt, muối Tây Ninh. Cái nhìn tới nhìn lui hình như cái này ngon. Thử đi. Chị cho chị 1 ký cá cơm rim dừa dứa nha. Là 2 bịch nửa ký không? Nửa ký. Để bọc luôn, hết bọc rồi. Thử tới thử lui hồi là thấy cái mực hấp dừa này ngon. Nó còn cái mùi mực á, nó ngọt. Mực hấp dừa này là 600.000 đồng 1 ký. Cái này chị này nè em, nửa ký nha. Ký thương chị. Thôi, nhiều ăn hết. Rồi của chị là 10 hũ tiêu ngào đường ha. Một ký mực. Một ký cá cơm. Một ký cá cơm. Rồi. Nửa ký mực. 1.325.000. Wow. Chỗ này vô là cái gì cũng muốn mua ha. Đúng rồi, nhiều. Ngon quá trời luôn. Sạch sẽ. Đi con ơi. Trưng bày nhìn hấp dẫn nè. Vô đây tha hồ mua quà lưu niệm đem về cho gia đình, bạn bè.